Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại kênh Sóc Cánh Miền Bắc. Thì đây sau hơn 10 ngày thì mình bị hư cái điện thoại, mình không quay trực tiếp được mấy cái em sóc này lớn lên. Thì hôm nay chỉ còn hai con sóc bông mụn đỏ thôi, còn con bông mụn xám thì em đã chia cho người khác rồi. Nuôi hai sóc bông mụn đỏ này, kèm một tí nữa em sẽ nuôi thêm một con sóc úc nữa. Đây hai con nha, một con đực và một con cái. Đây, con đực này đang chớm bị tiêu chảy ấy, mọi người. Hôm qua nó bị lạnh, tuy rằng là đang là mùa hè ấy, nhưng mà hôm qua em cái bóng sưởi nó bị cháy, thế là lạnh mất một đêm, nó bị lạnh bụng, nó tiêu chảy mọi người ạ. Nên mà nhắc luôn cho mọi người nhớ là cho dù là trời nắng ấy, trời mùa hè ấy, thì mọi người vẫn phải thắp bóng sưởi nhá. Thắp bóng sưởi nó lợi tiêu hóa, với lại nó tiêu hóa nhanh hơn cái thức ăn ấy, mình cho ăn ấy. Hai này em cũng cho ăn rất thường xuyên đấy, nhưng mà không phải sữa mẹ nên mà nó vẫn gầy. Còn đây, đây là bé sóc úc mà bây giờ em sẽ bắt ra nuôi. Mẹ nó thì đẻ được hai con, nhưng mà sóc vừa mới mọc răng ấy, nên là nó cắn vú mẹ nó. Cho các bạn biết là sóc úc nếu mà lúc mà nó mới mọc răng á, là nó hay bú sữa rồi sau nó cắn vú của mẹ nó, cũng giống như là người ấy, nó nhằn vú. Thì khi mà con mẹ nó đau quá thì nó hay cắn lại sóc con. Thì hôm nay của em đây thì con sóc mẹ nó cắn hai con. Con kia thì bị thương ở bàn chân nhưng mà không nặng như con này. Con này chóc hết cả lông ở đầu ấy, còn bị thương ở mắt nữa. Để cho an toàn thì em sẽ bắt một con ra nuôi và một con sẽ để lại cho mẹ nó nuôi. Sóc, tuy là sóc thì nó hiền nhưng mà nó mà liếm cái vết thương mà bị rửa ra, bị thối ra, nó sẽ ăn luôn. Nó ăn luôn con của nó đấy mọi người. Nên mà nếu mà thấy sóc mẹ cắn sóc con thì tốt nhất là mọi người nên bắt ra. Con kia thì nó đang bị nhẹ nên mà em không bắt ra, em chỉ bắt ra con này thôi. Em thả vào luôn trong cái sóc rừng ấy, mấy con bông mụn đỏ, cho nằm vào luôn trong này. Mọi người xem phản ứng của em nó như thế nào nhé. Không, hơi sợ mọi người ạ, nhảy luôn rồi. Đó, hơi sợ. Sau một hồi thì nó la quá là không có chịu được nên mà em đã tách ra thành hai cho ở sang lồng bên. Sóc này bây giờ rất là nhanh hiền nha mọi người nha, nhanh quấn chủ chứ không phải nhanh hiền. Nhanh quấn chủ. Vì không có ở với mẹ nữa nên nó rất là ham người. Bây giờ bắt cho ăn đã, cho ăn lần đầu tiên luôn này. Mọi người cho ăn lần đầu thì cho ăn ít thôi nha. Cho nó ít để nó kịp cái tiêu hóa. Sau 2 tiếng, sau 2 tiếng cho ở ngoài. Tốt nhất là vẫn nên tập cho nó ở chung với lại các con sóc khác để nó ôm nhau, nó giữ được cái hơi ấm ấy, giống như là mẹ nó ủ ấy. Đây, mọi người nhìn cái đầu nó. Một bên mắt thì đóng vững lại rồi. Khá là thương, cái là bây giờ rất là hiền rồi. Ăn được một tí thả vào trong này thì nó ôm luôn mọi người, nó ôm luôn hai con sóc này rồi. Thế là rất là ok rồi đấy. Cần như thế này thôi, mình để nguyên như thế này rồi.
3 tiếng sau mình phải cho ăn kèm với hai con sóc bụng đỏ. Trong thời gian này để đi sửa lại cái lồng bên kia cho bọn nó nằm nó sạch sẽ, chuyển hết sang bên này, chuyển sang lồng màu xanh. Nên là hai bụng đỏ nó ỉa nhiều quá rồi, đen giấy. Bây giờ em chuyển qua lồng này và cũng kết thúc luôn video. Mọi người ai có thắc mắc về vấn đề nuôi sóc sinh sản thì mọi người cứ đặt câu hỏi comment ở bên dưới video nhé. Hẹn mọi người video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.